anh em mình xin kính chào cô bác chị bác. Xin chào. Trước tiên mấy kênh YouTube của mấy anh em mình cũng xin kính chúc cô bác chị bác sức khỏe và an nhàn. Thì anh em lên tới Sài Gòn rồi. Tại quán bún bò Huế Hương xưa 26 Thành Công, phường Tân Thành, phường Tân Phú. Số điện thoại là 0908 87 287. Đây. Sao mấy ngày không gặp sao hàng tiếng rồi? Anh em phụ mình làm á, cái tiếp anh em chắc tiếp luôn, nhậu chắc tiếp luôn, quá nhiệt tình. Đường Thành Công, đường Thành Công đây là ra là Lý Văn Bích rồi anh. Qua đây là Dương Minh Ký và Dương Minh Ký. Quay hết toàn cảnh cho cô bác chị bạn xem cái quán này. Cái quán này là mình có ghé ăn một lần rồi, nhưng mà mình quay cái clip đó lúc đó là bị sự cố. Hôm nay mình trở lại Sài Gòn, mình quay lại một clip này. Cái quán này ăn rất là ngon luôn. Khai trương ngày 22 tháng 9. Rồi mấy anh em mình vui luôn hả? Rồi, mấy anh em vui. Vô đây. Bây giờ đông quá, bây giờ không ai. Dạ. Bây giờ bên anh á, là cử tung ra ăn bún bò này. Dạ. Em bên em cử ai? Bên em hả? Bên em bây giờ có bạn Việt thôi. Việt hả? À, bên Hùng, bên Bạch. Không, bây giờ vậy đi. Bây giờ là bé em của em cho ăn với anh Tùng đi. Thấy là hợp trả. Vậy không? Được anh Tùng. Được, em hơi em sao em? Sao được. Em cười 99 tiếng hoài vậy? Được, ăn với phụ nữ là bắt cỡ vậy. Bắt cỡ sao mà cười 99 tiếng hoài vậy? Dạ dạ. Bắt cỡ tới không? Rồi, chết rồi, rồi. Rồi, rồi, rồi. Em gái đến từ Cần Thơ. Là em đến từ Cần Thơ hả? Em tên gì em? Bắt tay với anh kìa. Dạ tên Ngân. Ngân hả? Dạ. Giờ Ngân với Tung, hai anh em ăn mấy tô? Dạ. Cho hai anh em chọn luôn. Người năm tô đi. Em ăn được không em? Dạ được. Chơi giật mình ta. Phụ nữ mà. Như quý ơi, chuẩn bị đây. Mỗi ngày cấp tô nè. Cái đồ của anh là anh uống cả mấy lần rồi. Đây ta cũng phụ nữ vậy. Bình thường thì bia thì anh uống khoảng 15. 15 là trong vòng bao nhiêu lon? Ngày á. Nhưng mà bé uống 13 lon là trong vòng chưa tới 20 phút. Anh thấy rồi. Lấy coi. Anh thấy rồi. Thấy qua đây ăn clip mà. Trưng bày đồ ăn thấy hấp dẫn. Nghe nghe anh Tung. Hôm qua anh Thành, hôm qua anh Thành uống 10 lon có. Qua. Rất nhiều thật luôn. Đổ ra phích nha. Đây, cho mượn cái nước này. Em chào chị. Cái đây chị bán bún bò rồi có bán phở không chị? Không, bán bún bò. Bún bò không hả chị? Một tô em nhớ là như 40k luôn. 40 ngàn một tô. Hỏi bò đồng hành anh nha. Cái chị bán 40k với lại còn có còn cao cấp hơn không chị? Bây giờ như tôi đặc biệt á. 70k có luôn. Thôi giờ thì ăn 40k đi ha. Ăn 40k thôi. Đây là tô 40k, 50k, 60k. 70k là xịn sò nhất ha chị Huệ. 70k là có luôn sườn. 70k là có sườn, có giò, có đầy đủ. Cái, hay là 4 tô 40, 1 tô 70 đi. 1 tô 70 hả? Dạ, cho nó giới thiệu được cái tô 70, coi nó khác cái tô kia cho thấy đẹp. Hỏi hai thí sinh là sao? Hãy thí sinh bảo em có tô đặc biệt á, 4 tô nhỏ với 1 tô đặc biệt. Lắm. Chơi luôn anh chơi. Vậy là vậy. Vậy là 2 tô kia là full cấp bên trong. 2 tô thường, 2 tô full nước, full cấp bên. Em chào anh. Dạ. Em nghe nói anh cũng làm kênh YouTube anh. Dạ, em cũng có một kênh nhỏ. À, kênh gì? Hồng Vũ Center. Mình là chuyên về làm cái gì? Em về siêu việt nè, MacBook nè, laptop, Surface, iPhone, iPad, iMac. Nói chung là chuyên nghiệp em làm khoảng 15 năm ở Sài Gòn rồi đó. Dạ mà kênh thì 10 năm mà có 10.000 à, hấp tới 10.000. Đây như anh nói thường á, dụ ở mấy tỉnh lẻ người ta nhờ anh sửa rồi nó gửi lên anh. Dạ, siêu việt là gửi qua dịch vụ xong gửi lên Sài Gòn làm chuyên nghiệp xong anh giao tận nơi lại. Giao hàng tiết kiệm. Đâu em cho anh coi sơ sơ đi anh. Đây là cái kênh của em đây.
À, kênh Hoàng Vũ Center. À. Dạ. Anh sửa kiểu sao anh? Đây là em sửa là em như em live stream cho khách hàng xem. À. Ví dụ dịch vụ đó là ví dụ những video em làm là dịch vụ ví dụ hướng dẫn thay màn hình, hướng dẫn sửa chữa mất nguồn rồi sửa chữa laptop, xung quanh hướng dẫn hết. À. Kênh này nó mang tính chất là hướng dẫn. À. Là hướng dẫn sửa chữa. À, nó chuyên đời nên ít cũng ít người xem. À. Ok đó. Dạ. Kênh này của em đây. Phòng dụng. Kênh này của anh thì. Dạ. Em sẽ đẩy vào ghim vào cái đường đi. Dạ, dạ. À, mọi người ủng hộ mình nha, kênh Hồng Vũ Center. À, các bác chị bạn có nhu cầu sửa đi điện thoại anh, dạ, điện thoại dạ. Cũng sửa không? Dạ có. À thì dạ. Biết chưa có đường liên, mình đợi cho số điện thoại. À, có trong kênh Hồng 0916 472 445. À. Dạ, dạ. Chị. Chị Trang cho em một tô, chị Trang giùm em cái chị, coi bao nhiêu, 100 gram chị. Đây cho em có cái gì? Đi giá hả? Chị bỏ tôi không rồi nhưng em cái này. Vậy là tôi là 40 ngàn đó hả chị? Đúng rồi. Quá hấp dẫn luôn. Chị cho tôi không luôn. 2 lạng mấy? 2 lạng mấy, cho ra là cái tô này 700 gặp. 7 lạng rưỡi. 7 lạng rưỡi mà 40 ngàn. Quá hấp dẫn luôn. Còn tôi đặc biệt là... 80 ngàn, ở chị Trang mình em luôn chị. Là 1.4 ký. 1.4 ký. Quá hấp dẫn luôn. Cái tô này là 2 lạng 6. Khi cái tư dạ. À, tính là mình tính là 1 ký 8. Ở 2 ký 4, 1 ký 4 nãy chưa, cái tư 1 ký 4. Còn cái 2 đi, tính ra tròn số cái 2. Và hấp dẫn luôn. Đây, rồi. Cái này là bên Mập chứ bên Hùng tiếng người trung tiên là gầy gầy không mà sao ăn dữ dữ không à. Mình nhìn em đó là mình không dám tin là em ăn hết 5 tô đâu. Thử coi sao. Nhưng mà Tung nhìn Tung thấy tưởng ăn hết nhưng mà chưa chắc ăn hết. Em sức ăn của em nó cũng trên dưới 3 ký là sao? 3 ký hả? Dạ, trên dưới 3 ký là à, Tung cũng vậy. Khi 3 ký, khi 2 ký rưỡi món đó anh. Ừ, đúng rồi. Này em sẽ đại diện chủ quán làm trọng tài được không anh Sơn? Được, dạ được anh chú. À. À. Em sẽ ok cho bé bên đây trọng tài anh đến 1, 2, 3 là mới ấy nè, còn mời thêm 1, 2 trọng tài nữa chứ. Đúng rồi, đúng rồi. À. Em được không? Được. Trọng tài em ở trọng tài luôn. Ờ, mập vô trọng tài không? Anh Vũ, đến từ Hồng Vũ Center sẽ đại diện là cho thương hiệu 3 tô thường, 1 tô đặc biệt. À. Tôi đặc biệt đây nè. Ơi. Đây đó. Quá sức luôn. Được rồi đúng không? Anh trọng tài nên anh tôi gái cho phụ nữ. Mập ơi Mập, em có nhắn nhủ gì em gái của em không? À, em không nhắn gì hết trơn á, mà em chỉ nói là anh Tung á, ảnh thì ảnh cũng thường thôi, nhưng mà thường thường ảnh gặp mấy bạn đẹp đẹp mà ảnh hay rung lắm. Dắt 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 cái lên trọng tài giùm cho em cái. Hả? Ảnh gặp mấy bạn mà mấy cô gái mà hơi đẹp đẹp là ảnh rung ảnh ăn cũng được. À, anh nhìn thấy đó là Tung nãy giờ mặt đỏ từ sớm giờ. Cố lên nha. Có nhậu không? Ơi, cứ chẳng có mũi không. Bữa nay được thi thú với người đẹp nha. Bây giờ thế này. Nói chứ là anh em giao lưu thôi, bình thường thôi anh. Đừng nhường em nói nha.
Rồi. Bây giờ anh Vũ làm trọng tài giùm em anh Vũ ơi. Ok, thì mình cũng đại diện cho thương hiệu bún bò Hương Xưa. Hôm nay là mình sẽ đếm 1, 2, 3 rồi bắt đầu. À, nhưng mà mình cũng nói anh Tung đây bạn nữ xinh đẹp nên có gì anh nhường xíu nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Sao cũng đại diện hai anh em là tổng người của bác thì bằng dùng bún bò với hai anh em của mình. Hồi nãy sớm á anh hỏi tên em gái tên gì mà anh quên mất rồi. Dạ, tên Ngân. Ngân đến từ đâu em? Dạ Cần Thơ. Cần Thơ à? Dạ miền Tây của mình. À miền Tây. Cái áo mà ba lâu ngày em không mặc nè. Nhưng mà với Ngân bữa nay là đại diện cho team Mập Phước Phú Lợi Tân Phú á nha anh. Đấu lại team ẩm thực đồng quê ở Trà Vinh lên. Ngân cũng rất là ok luôn nè. Đây chứ. Cố lên đây Tôn. Đây nước cho em nha. Anh Tung thì em cũng biết sức ăn của anh Tung, còn mấy Ngân thì em cũng giới thiệu với kênh ẩm thực đồng quê luôn là mấy Ngân thì ăn cũng được, nhưng mà kiểu như là mấy Ngân ăn kiểu thưởng thức điềm đạm thôi, chứ không ăn nhanh bằng mấy anh em mà được. Bây giờ hãy mà Tung thắng mấy Ngân á, thì cũng bình thường thôi. Dạ. Mà mấy Ngân mà thắng Tung á, thì chiếc này về. Về Trà Vinh anh sẽ kiếm một máu gô để gửi đích Tùng. Gửi đích Tùng vô rồi. Nghe sợ quá, tôi nói là một áp lực quá. Cố lên nhân em gái, mình đại diện cho Ngân có chứng thực và Ngân ăn cái trước đó. Cho team ở Tân Phú đấu lại ở bạn ấy đi ăn thử khách cũng vậy đó, là ăn tích bình trước còn bún ngàn sau. Cái này là trên hai anh em ăn trên 7kg. Có chiến thuật riêng hả? Dạ. Còn anh Tung, chiến thuật của anh Tung là gì anh Sơn? Dạ, chiến thuật của Tung là gặp cái nào luộc đó. Chiến thuật của anh Tung là không gung là thắng. Không gung là thua. Hôm bữa em có coi YouTube đó, cái kênh của anh Sơn có cái anh bác sĩ nào anh comment vô, anh nói anh ba móc kênh của anh là tay rung á, anh yêu cầu là liên hệ với anh trị cho. Dạ. Không biết là anh ba móc liên hệ chưa, không biết. Chưa. Thấy bình luận bác sĩ nào không phải là anh bị bệnh. Nhưng hồi xưa anh đi làm hồ á, bị điện giật. Bây giờ là tay rung thôi chứ. Tay rung thôi hả? Không, nhưng mà đặc sản của anh ba móc là cái tay anh rung rung vậy mà giờ chị hết ba móc rồi. Thôi mà anh hết rung á là ba móc anh mò cá cũng dính. Mất thương hiệu luôn hả? Mất thương hiệu. Anh Tung đến từ Trà Vinh có vẻ là hơi có vẻ từ là mai anh em Tung mai qua tôi thứ ba rồi Cần Thơ đó ở bên Ngon qua tôi thứ ba rồi cố lên Ngon em nha. Mấy Ngon ở đây là chậm đó, nhưng chắc đâu chậm đâu chậm ba tao rồi Tung chưa được ba tao nữa. Không, đến nhà là mấy Ngon là bạn mà anh Nhỉnh, ý là ít nhất trong team của em ba đứa. Ba đứa. Hôm nay chứ mấy chiếc trước anh lên Sài Gòn á là team của em á. Có mình anh em. Dạ, anh em. Chứ một mình. Chứ này tiễn anh em đâu ăn nhanh không? Rồi. Có tương lai về thưởng thức cái mùi lau gô. Lau gô mà gửi đích thì nó đã lắm. Chắc nhiều khi mấy anh là ở Sài Gòn chắc không biết lau gô quá. Lá đó là lá gì? Nãy giờ em cũng không biết. Em không biết. Cái lau gô đó là cũng như là cái thằng lá đó toàn gai không à. Chục à. Mặt mình anh biết này. Hay là dưới đó là gọi là ở đây ở nhiều chỗ là kêu bắt mèo anh. À bắt mèo khác anh. Bắt mèo khác hả? À. Mèo ngứa thôi. Dạ rồi. Mày bóp mập cái gì dưới chỉ cho anh đó. Dạ. Nói chơi thôi em, đừng có gô nghe em. Tung. Bây giờ em cố lên được rồi. Ngon đang có vẻ là thắng thế rồi đó nha. Rồi em gái hết tổ thứ tư rồi. Không có chuyện qua tổ thứ tư thôi. Sao? Hay quá Ngân ơi. Nói chứ về mấy cái đồ ăn thì đó. Tình tình mấy Ngân, nhưng mà nói về bia thì đây, mấy Ngân cũng coi điếp. Đang phụ, đang phụ. Mấy Ngân uống bia là hơi bị chất. Là anh Sơn qua với Ngon 4 tô rồi nha. Tô rồi. Mà đây mai chiều anh em mình tái nạm lại mập. Dạ. Cho bé Ngân khi uống bia với bên anh. Dạ, ok. Mà bên anh này uống là anh Tung nữa
không Tùng này về gỗ gâu là uống bia dùng được đâu, nóng lắm. Dạ chỗ hoa cục sườn bự nha về cố lên. Ở bên sườn quá ngon ha. Không, cái này là đặc sản ở bên Uống Bò Hương Cơ mà hai hai mươi mấy thành công, 26 thành công Tân Phú nha cả nhà. Nói về Tùng với lại nghe cái này giờ mình tính, mang tính chất giao lưu rồi nhiều nha, đừng có mang tính chất hơn thua nhiều. Mà hỏi có hơn em cứ cố gắng em hơn Tùng luôn nghe ngăn. Có vẻ là tiền bí ngon là của kênh Mập Phúc là có vẻ là dọn trước anh Tùng rồi đó nha. Rất ngon. À. Dầm cục giò khỏi chơi luôn ha anh Sơn. Nhìn giò là thấy là muốn ăn. À. Tiệt cái chứ. Hôm nhà em mới dắt cái nhà em nó thú cho em nghỉ nấu cơm nhà ra đây mang thuốc. Có gì ăn chậm xíu nhường em nó cũng được nha anh. À, không phải em trọng tài bắt ép phụ nữ mà. À, nhường xíu thôi. Chuyện này không dò lên tụng rồi. Trọng tài thấy chu đáo không anh Sơn? Quá chu đáo luôn. Trọng tài chu đáo. Bên đây anh có cần chụp tóc lên không? Không cần đâu. Cái này bảo đảm em là tại vì Tung thấy người đẹp Tung thả thôi. Nói cho đỡ bất cỡ thôi. Hay quá ngăn ơi. Có hết nước nữa. À, chiến thuật là ăn cái trước ăn nước sau. Đúng rồi. À, có chiến thuật rõ ràng ha. Không. Bên kia hình như chưa hai chiến thuật này giống nhau. Mà làm như là bên Mập Phút là có huấn luyện trong team sao? Dạ không. Mình thấy anh em ai cũng ăn gắt lẹ gắt nhiều. À. Mình không nghĩ là em gái đó mà ăn 5 tô. Rất là thanh mảnh luôn đó chứ. Nhưng mà mấy anh chia sẻ là giống như uống bia vậy anh. Chia sẻ với mấy anh là mấy bạn á không phải là ốm như vậy là từ ban đầu đâu, nhưng mà mấy bạn giống như mấy Mai nè, rồi cả bên team của Hùng là có Hoàng Việt nè, rồi Ngân Hoàng là đều 80-90 kg xuống ký không á, giảm cân xuống mức độ này. Mà em đang thắc mắc một điều là không biết là tự nhiên giảm cân mà sao mấy bạn lại như vậy. Có nghĩa là có thể là có sức ăn trong trong cơ thể rồi. Bạn là toàn 80-90 kg xuống cân không á. Ồ, hai tô gọn trơn. Đó, em mà xuống với mấy bạn này là em ăn hơi bị khủng nha. Anh có được cơ chứ. Anh lên mà xuống còn là 70 kg. Trời ơi, ốm vô. Anh phải nói là bé ngon là dữ đó. Quên anh cũng thấy hăng nữa chứ. Hăng nữa. Hăng cũng từ từ thôi, nhưng em mình đang dẫn trước á nên mình từ từ thôi, chiến thuật mình chậm lại xíu thôi. À, anh đánh giá là có khả năng là em thắng 90% rồi đó. 99% rồi anh Vũ ơi. À, cứ từ từ uống miếng nước đi. À, uống nước súp ngon quá. Uống nước súp ngon hơn. Cái ăn mà thắng là xíu gửi số tài khoản vào cho anh. Ủa anh Tùng sáng giờ anh có ăn cái gì chưa anh Sơn? Sáng ngày ra xe là anh em lót lòng rồi. À, đi thẳng đợi. À. Hôm qua có nhậu không anh Tung? Hôm qua có nhậu không? Có nhậu tại cuối tuần. À, cuối tuần. Cuối tuần cho anh em sẽ chép chút. À, bữa nay Giáng sinh nữa. Đúng rồi. Nhưng mà thua thì là thua, chứ không nói thua. Nghe giọng bên Sơn là biết hôm qua có nhậu rồi. Rồi. Nhậu tôi tắt tiếng luôn. Chứ vừa gọi tôi em xuống á, anh bị tắt tiếng luôn tới giờ luôn. À, lâu dữ. Tắt tiếng xong mà kiểu như ham gì á, không nghỉ ngày nào cũng rồi tắt nước rồi sao quay. Chứ này dài là phải ngưng. Từ từ nhưng em không sao đâu, mình bỏ xa đối thủ lắm. À, em cứ từ từ, bây giờ mình chiến thuật mình là dừng lại từ từ thôi. Mình sắp tới đích rồi. Thôi em ơi, bây giờ anh nghĩ em phải nên kết thúc luôn em ơi. À. Thua người thắng cho người thắng, người thua ra cho người thua, kết thúc cuộc chơi luôn đúng không? À. Thôi anh em nghĩ anh Tùng nên dừng lại, anh Tùng anh chơi lại bé rồi. Rồi có ai không? Rồi mọi người cho một kèo hấp ơi. Bây giờ mình đại diện mình trọng tài là phân định là bé ngon thắng, bé ngon đến từ team của Mập Phút, thắng anh Tùng đến từ team của anh Tùng. Bé ngon xì chôm knock out luôn. Knock out ha. Bé ngon cho anh xin cái địa chỉ ở Cần Thơ em.
Để mai anh qua Cần Thơ kiếm em. Em ăn giỏi quá giỏi luôn. Đẹp như thế này mà ăn rất là giỏi. Em học ở trường nào bật mí khán giả bên kênh ẩm thực đồng quê luôn. Dạ em học ở Đại học Cần Thơ. Đại học Cần Thơ. Rồi ok em đánh giá cái bún bò hương sữa đây sao với ngon? Được không? Ngon à. Ngon hả? Em lẫm lần năm tô luôn. Vô vậy? Phải ngon hả? Dũ. Dạ. Anh Dũ ở đây có nhà trọ nào ở đây gần gần đây không? Để em ở lại, xin ở lại anh. À em... Em về dưới là em bị ô quá. Thôi thôi chấp nhận em. À. Rồi bên em mình vô cái kết thúc đếp đó. Rồi hai bên bắt tay nhau cái đi chứ đi. Nói anh câu vậy. Bây giờ anh còn thở không? Còn thở là còn gỡ. Chịu chơi với em. Thế Tung hôm nay Tung gặp phải một đối thủ phải nói là đếm gồm hả? Không thể nào mà tưởng lượng được. Em ăn còn thua quá xa. Mấy anh em mình ở đây cũng cảm ơn cô bác chị bạn đã dành thời gian với báo xem và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Rồi cũng không quên kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe dần dần chào lại các bác. Bye bye.